Thưa quý vị và các bạn, hiện nay quy trình thủ tục hành chính trong cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đang là vấn đề được các tổ chức, cá nhân và người dân đặc biệt quan tâm. Để giúp cho quý vị và các bạn có thể hiểu rõ hơn về vấn đề này, trong chuyên mục Tài nguyên và Môi trường hôm nay chúng tôi có buổi tọa đàm về quy trình thủ tục hành chính trong cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Và tham gia chương trình tọa đàm hôm nay chúng tôi xin trân trọng giới thiệu có sự tham gia của ông Nguyễn Hoài Đức, giám đốc chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Yên Lạc thuộc Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Vĩnh Phúc. Vâng, trước hết xin được cảm ơn ông đã nhận lời mời tham gia chương trình hôm nay của chúng tôi. Và thưa quý vị và các bạn, trước khi bước vào buổi tọa đàm, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi một phóng sự ngắn do các phóng viên của chúng tôi vừa thực hiện. Từ cuối năm 2014, theo mô hình quản lý mới, Văn phòng đăng ký đất đai Vĩnh Phúc có văn phòng trung tâm và 9 chi nhánh văn phòng ở 9 huyện thành thị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường. Bên cạnh các chức năng nhiệm vụ khác, văn phòng có chức năng chính là thẩm định, cấp đổi, cấp mới giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và các tài sản gắn liền với đất cho các tổ chức, cá nhân và người dân trên địa bàn tỉnh. Do mới thực hiện theo mô hình quản lý mới nên điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị làm việc và nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chuyên môn còn nhiều khó khăn. Hầu hết các chi nhánh của văn phòng đăng ký đất đai khi đi vào hoạt động theo mô hình mới đều làm việc tạm tại các phòng mượn, trang thiết bị thiếu và lạc hậu. Nhiều chi nhánh văn phòng vẫn chưa có phòng làm kho lưu trữ hồ sơ địa chính. Tuy nhiên, với tinh thần khắc phục khó khăn, đến nay hoạt động của văn phòng đăng ký đất đai đã dần đi vào nề nếp, đáp ứng được theo chức năng, nhiệm vụ được giao. Việc đăng ký cấp giấy chứng nhận, đăng ký giao dịch bảo đảm, xác nhận thay đổi trên giấy chứng nhận cho tổ chức, doanh nghiệp và người dân đã dần đi vào nề nếp đúng pháp luật. Nhân dân không còn nhiều bức xúc trong quá trình thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất như trước đây. Trong 6 tháng đầu năm nay, Văn phòng đăng ký đất đai Vĩnh Phúc đã thực hiện cấp đổi, cấp mới được hơn 11.400 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và sở hữu nhà ở, tài sản gắn liền với đất với tổng diện tích đã cấp là trên 483 ha. Cũng trong 6 tháng đầu năm, văn phòng đã thực hiện đăng ký giao dịch bảo đảm trên giấy chứng nhận đã cấp cho gần 12.400 trường hợp. Như vậy, bình quân mỗi tháng văn phòng đăng ký đất đai Vĩnh Phúc đã thực hiện cấp đổi, cấp mới gần 2.000 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và trên 2.000 giao dịch bảo đảm trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Thực tế hoạt động cho thấy khó khăn chính trong công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hiện nay là khối lượng công việc nhiều, trong khi cán bộ còn thiếu và điều kiện làm việc còn hạn chế. Để khắc phục những khó khăn trong quá trình hoạt động, Sở Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh đã phối hợp với các ngành chức năng tiến hành rà soát và kiểm tra hoạt động của tất cả các chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai để đánh giá những thuận lợi, khó khăn và có hướng giải quyết cụ thể nhằm phục vụ nhân dân được tốt nhất. Có thể khẳng định mô hình văn phòng đăng ký đất đai một cấp tại tỉnh ta đã bước đầu mang lại hiệu quả tích cực, qua đây góp phần cải cách thủ tục hành chính, tăng cường hiệu quả, hiệu lực quản lý nhà nước trong lĩnh vực đất đai. Vâng, phóng sự vừa rồi thì phần nào phác họa cho chúng ta thấy về một cái bức tranh về nhu cầu cấp và đăng ký quyền sử dụng đất. Thưa ông, xin ông cho biết về nhu cầu cấp mới, cấp đổi đăng ký sử dụng đất, tại sao mà lại có nhu cầu lớn như vậy? Trong thời gian qua, nhu cầu cấp mới, cấp đổi giấy chứng nhận có nhu cầu lớn như vậy xuất phát từ một số lý do sau. Thứ nhất là giấy chứng nhận, mình gọi là cái giấy chứng nhận sổ đỏ thì đã cấp. Trước đây thì đã trải qua quá trình sử dụng lâu năm và có những giấy chứng nhận cấp từ những năm 90-91, bây giờ trải qua quá trình sử dụng hơn 20 năm rồi thì giấy chứng nhận cũng có phần rách lát, hư hỏng, ố nhòe. Đã cho nên là nhu cầu là cấp đổi sang cái giấy chứng nhận mà chúng ta vẫn gọi là cái sổ hồng này là tăng cao, để thứ hai nhất là nó phù hợp với cái hiện trạng sử dụng đất bà con đang ở. Cái thứ hai nữa là để phù hợp với tình hình thực tế, để bà con có thể thực hiện các quyền của người sử dụng đất như là vay vốn này, đấy, mua bán, trao đổi, tặng cho này, đấy. Xuất phát từ cái lý do thứ hai nữa là trong các gia đình Việt mình, các thế hệ đã xây gia đình trưởng thành rồi thì bố mẹ ông bà cho con một phần đất hoặc cho toàn bộ cái thửa đất đấy, thì khác với ngày xưa là mình chỉ cho một phần để các con xây thôi, nhưng bây giờ về ý thức được về pháp luật về đất đai, cho nên người dân cũng là làm các giấy tờ về tặng cho, thừa kế, chuyển nhượng để ra các phòng công chứng và ra các ủy ban nhân dân xã để chứng thực các cái hợp đồng về tặng cho đấy và nộp hồ sơ tại văn phòng đăng ký quyền đất, thì cái nhu cầu này cũng ngày một tăng lên, đấy là nhu cầu và nguyện vọng chính đáng của người dân. Đấy, cái thứ ba nữa là cái nhu cầu vay vốn thì những cái giấy chứng nhận cũ nó tiềm ẩn rất nhiều cái rủi ro về chữ nghĩa rồi tẩy xóa trên giấy chứng nhận, cho nên là một số các tổ chức tín dụng cũng yêu cầu là chủ sử dụng đất là phải cấp đổi lại giấy chứng nhận
theo đúng cái hiện trạng sử dụng đất bây giờ và theo cái sổ hồng bây giờ thì tỉnh chủ trương là cấp đổi sang bản đồ theo hệ tọa độ viên 2000 để cơ quan nhà nước một là tiện cho quá trình theo dõi quản lý, hai là phù hợp với cái hiện trạng người dân đang sử dụng đất như này và trên cái giấy chứng nhận nó thể hiện rõ sơ đồ kích thước cạnh thửa thửa đất đấy thì để tiện cho quá trình giao các cái giao dịch về dân sự, tránh trường hợp phát sinh các cái tranh chấp hợp đồng dân sự, nhất là giữa người sử dụng đất và các tổ chức tín dụng. Thưa quý vị và các bạn, kể từ tháng 11 năm 2014 thì Vĩnh Phúc đã triển khai và đưa vào hoạt động mô hình văn phòng đăng ký đất đai một cấp. Thưa ông, vậy thì quy trình cấp giấy chứng nhận khi về văn phòng đăng ký một cấp có khác gì với văn phòng đăng ký hai cấp trước kia không ạ? Từ 2014 đến nay, trước đây là theo luật đất đai 2003 và 2013 cũng quy định nếu đối với những trường hợp mà chưa về các địa phương chưa về văn phòng đăng ký đất đai một cấp thì thẩm quyền cấp giấy chứng nhận cho hộ gia đình cá nhân cộng đồng dân cư là thẩm quyền của cấp huyện. Đấy, nhưng sau khi đã thành lập văn phòng đăng ký đất đai một cấp thì cái chức năng nhiệm vụ này thì lại chuyển về cho sở. Cụ thể hơn nữa là theo quy định tại điều 37 nghị định 43 thì đối với Sở Tài nguyên Môi trường cấp giấy chứng nhận quyền đất cho các cá nhân, hộ gia đình cá nhân, cộng đồng dân cư theo quy định tại điều 167 luật đất đai, cụ thể là các trường hợp mà đã có giấy chứng nhận rồi, người dân thực hiện các quyền như là chuyển đổi, chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho. Đấy thì trước đây là Ủy ban dân huyện ký giấy chứng nhận, nhưng năm nay thì văn phòng đăng ký các chi nhánh là chuyển lên Sở Tài nguyên Môi trường ký giấy chứng nhận cho các hộ. Đấy là cái khác biệt giữa luật đất đai 2013 và luật đất đai 2003 ở cái về là có giấy chứng nhận thì là Sở Tài nguyên Môi trường cấp. Còn vai trò của cấp huyện bây giờ là chỉ cấp giấy chứng nhận lần đầu cho những thửa đất chưa được cấp giấy chứng nhận bao giờ đối với hộ gia đình cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài sở hữu nhà ở gắn liền với đất tại Việt Nam. Đấy thì cái vai trò của huyện sẽ cấp giấy chứng nhận huyện sẽ giảm đi rất nhiều và cơ quan chuyên môn là Sở Tài nguyên Môi trường sẽ phải đảm nhận cái việc cấp giấy chứng nhận cho cấp đổi, cấp mới cho các cái trường hợp thực hiện các cái giao dịch về đất đai. Thưa ông, xin ông có thể cho biết những cái khó khăn vướng mắc lớn nhất trong quá trình thực hiện thủ tục hành chính trong cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hiện nay không ạ? Những khó khăn vướng mắc trong quá trình cấp giấy chứng nhận thì có nhiều nguyên nhân chủ quan và khách quan khác nhau, nhưng tôi xin chỉ ra một số cái khó khăn vướng mắc trong quá trình cấp giấy. Thứ nhất là đối với quá trình cấp giấy chứng nhận mà chuyển người dân bìa gọi trước đây là bìa đỏ đấy, sang bìa hồng theo bản đồ V2000 bây giờ là những cái giấy chứng nhận như thế tôi phải thiện 100% công tác ngoại nghiệp, tức là cử cán bộ xuống thực địa để rà soát đối soát thửa đất so với bản đồ địa chính mới đo xem có gì có thay đổi về hình thể, về diện danh giới thửa đất không, và liên hệ với các chủ sử dụng đất liền kề để ký biên bản giáp danh giữa hai nhà để xác định tình trạng thửa đất này có tranh chấp với các hộ không, có lấn chiếm các hộ không. Cái công đoạn đi xuống thực địa này thì mất rất nhiều thời gian, cũng chiếm rất nhiều thời gian trong quá trình thực hiện thủ tục chính. Có những bộ hồ sơ anh em phải đi đến 2-3 lần mới xin được đủ các chữ ký. Các chủ đất thì có người thì có nhà thì người ta ký cho, mà không có lại đi làm thì chúng tôi lại phải đi đến buổi thứ hai, thậm chí đến buổi thứ ba mới xin được cái chữ ký giáp danh để khẳng định được mốc giới của các hộ là từ đây đến đây. Nó là cái cơ sở để chúng giải quyết các tranh chấp. Sau khi ký cái biên bản giáp danh rồi thì chúng tôi phải cùng với xã này xác nhận cái kiểm tra hồ sơ địa chính xem là cái hộ gia đình có trong hồ sơ địa chính không, có đúng tên tuổi hay không. Đấy là một cái công đoạn xác minh với xã nữa. Đấy cũng chiếm mất một khoảng thời gian. Sự phối hợp các cơ quan liên quan cũng là một nguyên nhân ảnh hưởng. Đấy, có những bộ thủ tục hành chính ví dụ như là trước đây cấp mới, cấp đổi, chuyển nhượng tặng cho thì theo luật đất 2003 là 21 ngày. Đấy, nhưng nay do cái thời gian quy định nó giảm xuống còn có 10 ngày, cho nên về mặt thời gian là cũng là rất là ngắn như thế, cho nên buộc là các cơ quan liên quan ví dụ như tài nguyên, thuế phải phối hợp với nhau chặt chẽ đảm bảo là đúng thời gian theo quy định để làm sao để đảm bảo trả được đúng kết quả cho bà con nó đúng hẹn. Cái đấy cũng là cái khó khăn mặt phối hợp giữa văn phòng đăng ký và các cơ quan liên quan. Trước đây thì ủy ban nhân dân huyện ký giấy chứng nhận
cấp mua bán chuyển nhượng cho các hộ đấy, nhưng nay Sở Tài nguyên Môi trường đã đảm nhận cái vai trò đấy rồi, cho nên là cái khâu sau khi hoàn thiện ở dưới chi nhánh là in bìa rồi, chúng tôi lại mất một khoảng thời gian 1 đến 2 ngày để chuyển hồ sơ lên trên sở, để cho trên sở có bộ phận nghiệp vụ trên sở ra soát lại và trình ký được. Đấy cũng là cái khoảng thời gian đấy cũng là cũng kéo dài, cũng là cái nguyên nhân để dẫn đến là cái khó khăn trong quá trình thực hiện cái thủ tục hành chính cho người dân. Ngoài ra còn có những khó khăn vướng mắc khác, nó đến từ những vấn đề khác, ví dụ như là giấy chứng nhận một số địa phương là tẩy xóa đấy, tự ý viết thêm hoặc là tẩy xóa đi mà chúng tôi kiểm tra hồ sơ địa chính không đúng với cái nội dung hồ sơ địa chính, cho nên lại phải mất thời gian xuống xã xác minh, lại phải thêm cái thời gian thực hiện công khai tại ủy ban xã xem là có mâu thuẫn về quyền lợi giữa các thành viên trong gia đình hoặc là giữa các chủ đất với nhau không. Cái đấy cũng là một cái khó khăn và nó sẽ kéo dài thời gian thực hiện thủ tục hành chính. Ông có những cái giải pháp gì để mà đẩy nhanh thực hiện thủ tục hành chính trong cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh nói chung và trên địa bàn huyện Yên Lạc nói riêng trong thời gian tới? Các cái giải pháp để đẩy nhanh thời gian thực hiện thủ tục hành chính tại văn phòng đăng ký tỉnh nói chung và văn phòng đăng ký đất đai chi nhánh Yên Lạc nói riêng ạ. Thứ nhất là tăng cường về nguồn nhân lực, về cơ sở vật chất, con người để đảm bảo là tốt nguồn thực hiện được con người để thực hiện thủ tục hành chính cho đúng kết quả. Thứ hai là quán triệt cán bộ công nhân viên về tinh thần phục vụ nhân dân, nhất là đối với bộ phận cán bộ một cửa là thường xuyên tiếp xúc với nhân dân, thái độ tinh thần phục vụ tốt để đảm bảo công dân đến được hướng dẫn chu đáo, đầy đủ, nhiệt tình. Và đối với những trường hợp mà thiếu hồ sơ thì hướng dẫn cụ thể bằng cách là hướng dẫn bà con ghi những giấy tờ thiếu ra để đã lộp bổ sung lần hai đó đầy đủ hơn, tránh trường hợp phải đi lại nhiều lần. Và thứ ba nữa là tại bộ phận một cửa của các văn phòng đăng ký, các chi nhánh đều dán số điện thoại của đường dây nóng phản ánh được để bà con phản ánh được cái thái độ phục vụ chưa tốt của cán bộ công nhân viên đấy, phản ánh lại cho đường dây nóng của sở để sở quán triệt lại về cái tinh thần thái độ phục vụ. Đấy là cái giải pháp trước mắt, còn giải pháp lâu dài thì cũng đề xuất thêm là xã hội hóa cái công tác cấp giấy chứng nhận này để giảm tải bớt cho các cơ quan quản lý nhà nước, cụ thể là sở thuê thêm các đơn vị tư vấn về để làm thủ tục kê khai đăng ký cấp giấy chứng nhận đồng loạt. Các chi nhánh sẽ tăng cường hỗ trợ bám sát cùng với các đơn vị tư vấn này để kê khai đồng loạt, đảm bảo được cái trong thời gian ngắn, trong ngắn hạn là 3 đến 5 năm cơ bản là cấp giấy xong trên địa bàn các xã cố gắng đạt được tỷ lệ 7 đến 80%. Thưa quý vị và các bạn, hy vọng rằng qua cuộc trao đổi vừa rồi giữa chúng tôi với ông Nguyễn Hoài Đức, Giám đốc chi nhánh Văn phòng Đăng ký Đất đai Yên Lạc sẽ giúp cho quý vị và các bạn có thể hiểu rõ hơn về quy trình thủ tục đăng ký trong cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Chuyên mục Tài nguyên và Môi trường của chúng tôi hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình. Một lần nữa xin được cảm ơn ông đã tham gia chương trình hôm nay của chúng tôi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.